Dad gum. Yes, yes. Dad gum. Yes. 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 Dad gum. Start the game already. Volumos. Volumos. Rogan. Volumos. 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 Rogan. Volumos. 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 Donna E. Volumos. Volumos. Như vậy là trận đấu thứ 3 giữa game, xin lỗi bạn, là Indo Game 2 thi đấu với Cổ Nhuế vừa mới được bắt đầu. Chúng ta vẫn đang theo dõi màn hình của Hành Tây, Maxe đầu cánh. Đội hình bên phía của team Cổ Nhuế trận đấu này có tới Pan, Per, Egypt và một gì? Vâng, hai Egypt, một Pan, một Per, rất trâu. Có thể nói rằng là quân cực tuyển. Ở bên phía Indogame 2 thì có Katha, Maxe, Hit và AC. Có thể nói rằng cả hai quân đều rất đẹp. Tuy nhiên thì nếu như để lựa chọn thì sẽ chọn nhánh ở bên kia hơn, bởi có một Pan, một Per và hai Egypt. Nếu như mà còn sắp xếp đẹp nữa thì có thể nói là phải nói Pan, Per hai đầu cánh hai bên, hai Egypt trong cánh vô đối. All
Oh,
Silk on top. Silk on top. Eve. 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 Eve.